giờ anh sẽ căng tổng trọng lượng của cái kính này. Tổng trọng lượng tất cả full, tất cả chi tiết trên kính này là gần 1 lượng 3. Và nếu như mình sẽ trừ phần kim cương và phần trồng kính, hai điểm cao su này ra thì tầm cỡ trên 1 lượng vàng. Vậy thì kính của mình có giá bao nhiêu vậy anh? Chiếc kính này có giá là gần nửa tỷ. Bởi vì tất cả cổng kính này được chế tác từ vàng nguyên khối ra AU750 và sử dụng công nghệ nén vàng đặc biệt cũng như là công nghệ cao. Tất cả đều là sử dụng từ máy móc. Đó là tiêu chí của những hàng cao cấp và tiêu chuẩn của những hàng luxury. Và đính hầu như là full kim cương trên cái phần mặt trước của gọng kính luôn. Và hai bên thành của gọng kính, hai bên thành này nè, cũng là full kim cương luôn. Và không phải là những viên kim cương bình thường, mà những viên kim cương này là những viên kim cương được tuyển chọn từng viên một với kích thước, độ sạch, độ đẹp gần như là tương đồng với nhau. Và những viên kim cương này là những viên kim cương VVS nằm trong những lô viên kim cương đẹp nhất, sau đó chọn lại từng viên một lại để mà được sàng lọc lại được một kính nó đẹp và hoàn thiện hoàn hảo như vậy. Và đặc biệt ở trên đây nữa là 3 viên kim cương chủ 5 ly 4. 3 viên kim cương này tất cả là những viên kim cương tuyển chọn nước D, VVS1, 3 Excellence, Quỳnh Văn Non, và hầu như là 3 viên kim cương này là không tì vết.